kính xin thứ lỗi. Vì lâu không có cầm tới cây viết. Nay cầm tới cây viết, thấy nó ngượng làm sao. Không có giấy men, giấy tập. Tôi lấy giấy lịch, rồi nghĩ tới đâu viết tới đó. Giấy không gạch hàng, mắt không đeo kính. Viết lại ngoáy lia lịa, có khi trật chính tả là khác. Xin quý vị thứ lỗi cho. Một lá thư tay gửi tới báo Thanh Niên từ Long An, được viết trên những tờ lịch cũ của một cụ ông đã khiến cho những người làm chương trình chúng tôi thật xúc động. Khó mà ngăn được xúc cảm trước những dòng chữ ngay hàng thẳng lối, cẩn thận và chỉnh chu, nhưng cũng đầy hoa mỹ. Hẳn là phải yêu thành phố lắm, hoài niệm nhiều lắm, người viết mới có thể dốc bầu tâm sự để viết nên những dòng này. Bây giờ, tuy đã ở xa tận miền quê, thỉnh thoảng lại lên thành phố và tưởng tượng chiếc xe lửa điện, xe thổ mộ, chiếc xích lô đạp ngày nào không còn. Thành phố đổi mới quá nhanh, nhanh và văn minh. Ở Sài Gòn chẳng có người lạ, chỉ có người quen, chẳng thấy ghét, chỉ có thương. Người thương người vì nhau mà sống, người thương đất này vì nó mà ở lại đây cho trọn một đời. Sau 4 tháng phát động, cuộc thi viết Thành phố tôi yêu của báo Thanh Niên đã nhận được 822 bài dự thi của các tác giả trong và ngoài nước. Trong đó có gần 100 lá thư viết tay của những tác giả không biết dùng Internet, cũng không có email mà thuê đánh máy thì tốn kém. Không chỉ nhìn thấy trong đó những loại giấy kiểu chữ màu mực, chúng tôi còn nhìn thấy trong những bài thi những ân tình với thành phố mà người dự thi gắn bó. Một cháu bé cấp 2 ở Nha Trang viết cho nội, năm nay đã gần 70 tuổi, thay lời nội viết lại những hoài niệm và tình yêu thành phố. Lại có những thanh niên với quá khứ phạm pháp nói lời cảm ơn với những người Sài Gòn xa lạ đã giúp đỡ trong những tháng ngày gian khó để anh học hết đại học và có một công việc tốt hôm nay. Công ty của tôi, anh Luận, anh Nghĩa cũng đều rơi một tình trạng là mình cảm thấy rất là phân vân. Phân vân đây chọn thế nào để cho xứng đáng, mà hầu hết các bài dự thi đều xứng đáng cả. Người ta viết không phải vì một lý do gì khác mà vì trình bày một cái tâm trạng, một cái tình cảm đối với vùng đất Sài Gòn. Thế thì mỗi tâm trạng, mỗi hoàn cảnh, mỗi cái tâm thế gì thì ai cũng có một cái sự trình bày nó trao chuốt và nó giàu tình cảm cả. Thế thì ban giám khảo chọn thế nào cũng là điều khó. Có khoảng hơn 60% tác giả tham gia là người sinh sống tại Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Còn lại là người ở mọi miền đất nước từng gắn bó với thành phố này hoặc vừa đến đây để học tập, làm việc hay tìm cơ hội để phát triển. Cuộc thi cũng nhận được không ít bài viết của tác giả là người Việt đang sinh sống, làm việc ở Hàn Quốc, Úc, Đức, Mỹ, cũng như tác giả là người nước ngoài đến thành phố Hồ Chí Minh làm việc, chọn nơi đây là quê hương thứ hai của mình. Cuộc thi Thành phố tôi yêu thu hút từ học sinh lớp 5 cho đến các cụ ông, cụ bà ngoài 90 tuổi. Nhiều bạn nhỏ dùng email và số điện thoại của ba mẹ để đăng ký thông tin. Nhiều tác giả ngoài 70, 80, 90 tuổi nhờ con cháu gửi giúp. Ở đó, có những dòng thương quý gửi vào bài viết về Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Có tình yêu với mảnh đất, với con người. Có những chiêm nghiệm về cái hồn của Sài Gòn nằm ở bởi chính nếp sống của người thành phố. Khi tôi đến, thành phố đã ở đó. Khi tôi đi, thành phố đã ở đó. Và mai này, thành phố vẫn ở đó. Chỉ trong tôi, cảm xúc tự lớn bao giờ.
tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.